Rồi xin chào anh em nha. Thì hôm nay là Nam quay cho các anh em Winner V1 và Winner X nha. Đó. Thì hôm nay là Nam sẽ có cái combo của thằng đã thắng RCB nè. 17mm đó, vô nè. Đó. Đây là phần tay 17mm nha. Bên nhau rồi. Gắn lên xe nè, thì đối với cái thằng này Nam sẽ khoét nhẹ một xíu nha. Cho nó ôm theo cái bọi đầu nè. Đó. Hôm nay vừa đủ đẹp ha. Đó, đây là phần tay. Thì cái tay này 17mm nó giúp cho chúng ta đi mấy con bún bít nè. Đây là dàn heo ở dưới. Đó, thì tổng thể nè, nhìn từ xa nè. Đó. Nhìn nó sẽ rất là đẹp luôn. Cái này là anh em vừa đi kiển nè. Đó, mà vừa lấy được cái hiệu năng luôn. Thì trước mặt mọi người đang là cái con Adeline Mod Rambo. Đây là con heo chính hãng của Adeline nha mọi người. Nhưng mà nó được mod lại, có nghĩa là nó sơn lại theo cái màu của con Fando, là màu sô cô la tượng trưng. Và kia bên đó là nó sẽ khắc một cái đường CNC lên nè, tạo ra cái chữ Rambo. Nó nhìn rất đẹp luôn nha. Đó, thì cái con này á gắn lên xe cho cái chiếc Winner X như vậy nè, thì chúng ta sẽ cần đến là một cái bát. Đây là cái bát CNC 4 bít. Thì bên Nam bán là những cái bát loại rất là dày. Rất là dày nha anh em. Đó, rất là dày. Anh em đi nó ok, chắc chắn và cứng cáp nha. Đó. Thì những cái bát này độ chuẩn nó rất là cao. Và bên cạnh đó nữa là mọi người nhìn thấy không? Thấy cái màu nhôm của nó không? Thì cái nước nhôm của nó chúng ta có thể thấy được là cái chất lượng của nó tốt như thế nào nha, xài lâu dài luôn. Đó, rất là dày và độ chuẩn cao, rất là đẹp, vô nó khít nè. Đó, vậy luôn. Thì đối với mà cái Winner X nè, đây nó có một cái chỗ bắt ABS nè. Đây. Đó, cái đường ABS nè, thì nó sẽ có một cái lỗ nhẹ luôn để cho nó ôm theo cái phuộc luôn. Nhìn rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Thì tiếp theo anh Nam sẽ để mà đi với cái con heo này thì ăn hết bố đúng không? Đây. Đó, đây ăn hết bố nè. Thì chúng ta sẽ đi một cái dĩa Rambo Over. Đó. 267mm. Đó. Gắn vô rất đẹp luôn. Thì cái dĩa này á là nó sẽ gắn hoàn toàn cho mâm zin. Cho mâm zin nha. Nó là 6 con ốc 1 2 3 4 5 6 và nó là ra bên ngoài là 267mm để cho nó ăn vừa bằng cái mặt bố của con heo này luôn. Đó. Thì xong mà khi gắn lên xong á là chúng ta sẽ dùng lại những chức năng ABS bình thường nha, nó không có thay đổi gì hết. Cũng xài ABS bình thường luôn. Đó, và giờ Nam sẽ bánh thử nè. Đó, rất là nhẹ nhàng mà mượt luôn. Thì cái này là cái do bạn này là dán cái đường chỉ này là dán gia công cho nên là nó bị lạng nha mọi người. Đó. Rất là ok. Bóp thắng nè. Quay bánh mạnh giùm anh thử coi. Quay bánh đi. Đó, rất là nhẹ nhàng, bóp thắng nè. Lại đi. Đó, rất là ok. Rồi được rồi, hai ba cái thôi. Đó. Rồi. Khi mà anh em gắn bộ này xong đúng không? Thì nói chung là rất đơn giản, thì chúng ta xài lại tất cả như là cục canh zin. Đó, chúng ta việc bỏ cái dĩa này vô không chân không đền hết nha mọi người. Đó, sau đó thì chúng ta lên cái bát nè. Úp cái dĩa xong rồi ta gắn cái bát vô, rồi ta gắn con heo. Thì đối với mà cái con Winner X này á thì một điều lưu ý á là cái anh em muốn gắn cái muốn thay cái cọng dây dầu á thì chúng ta phải gắn cái tay này nè là chúng ta phải thay cọng dây dầu. Thì một cọng dây dầu từ trên đây nó đi vô cái bộ điều khiển ABS trên đây. Đó thì có nghĩa là một đoạn dây dầu nó một đoạn ngắn từ đây xuống đây là nó vô hộp điều khiển. Và từ cái hộp điều khiển nó là từ một sợi nữa từ đây thì nó sẽ đi xuống dưới. Và để mà lên cái Winner X này dây dầu á là chúng ta xài hai sợi nha mọi người, hai sợi chứ không phải là một sợi như những là cái con xe khác. Đây chúng ta có xài hộp ABS nha. Còn nếu mà chúng ta cố gắng mà xài cái dây dầu zin á thì nó sẽ rất là khó chịu. Thì khó chịu ở cái chỗ là khi mà chúng ta quẹp bẻ cổ ở đây đúng không thì rất ok, mà khi mà bẻ cổ ở đây nè thì cái dây dầu nó bị căng lên chúng ta không bẻ cổ hết được, rất là nguy hiểm nha. Tại vì nhiều khi chúng ta muốn bẻ cổ hay gì đó để mà lé thì mà cái dây dầu căng thì chúng ta nó bị té xe chúng ta nha. Thì chúng ta không nên tiếc cọng dây dầu, chúng ta nên thay làm nó đâu đó đàng hoàng nha. Một sợi từ đó xuống đây và một sợi từ cái hộp điều khiển đi xuống dưới là hai sợi. Thì hai sợi này chúng ta là dùng hai sợi dây dầu ngắn là ở phía sau á, dây dầu ngắn ở phía sau không, hai sợi ra ghép lại thì nó sẽ bằng một sợi từ trên đây xuống dưới luôn nha. Rồi, đó là tất cả những gì mà Nam sẽ nói để cho các anh em có thể đó. Thì đó là tất cả những gì mà các anh em có thể chuẩn bị vô nha. Nam nói nãy giờ là đầy đủ rồi đó, đầy đủ cho các anh em gắn vô thôi chứ không có chế hay bất cứ gì hết đó. Thì có bên cạnh đó thì có những con ốc như là ốc Salaya nè,
đó, những ngóc Salaya nè thì chúng ta mua thêm đúng không, để gắn vô cho nó đẹp xe thôi. Nó sẽ có thêm là như là ốc đĩa đâu nè, thay 6 con. Rồi ốc vô cái phuộc thì nó sẽ 2 con. Đó. 2 con thì 2 con này là 8 ly 25. Còn 2 con này là lượng 10 ly 23 nè. Đó, và có một ốc dầu. Đó, bây giờ chúng ta đã xong hoàn thiện được chiếc xe nha. Đó, rất là đẹp luôn. Đó, thì cái bản này hiện tại trước mắt là lên cái tay thắng trước. Còn ở phía sau 21 sẽ lên sau nha. Rồi thì anh em nào thích thì có thể là qua bên Nam hoặc là liên hệ qua số điện thoại là 090 234 8441 nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, bên Nam gắn hoàn toàn như zin luôn.